chuyện tình Nga với Ukraine rồi sẽ đi về đâu. Nói chung mình nghĩ là hai bạn này ly dị nhau là cái chắc gương vỡ rồi, nóng lạnh được quý vị. Nên hai bạn này chuẩn bị ra tòa thôi, ly dị thôi chứ tình yêu nó không có bền lâu nha quý vị. Ai sẽ là quan tòa anh? Hả? Ai sẽ là quan tòa cho cuộc hôn nhân này? Cộng đồng mạng em. Giờ quyền lực cộng đồng mạng ghê lắm nha. Cộng đồng mạng là quan tòa của tất cả. Tưởng Mỹ Anh sẽ bảo vệ Ukraine thế nào? Nga vừa hùa cái vào chạy hết rồi. Cái đó là cái mỏ mày nói thôi. Cái gì mày vừa hùa vào chạy cái là cái mỏ mày nói thôi. Chứ cho mấy em một số liệu nha. Mỹ đã hy sinh gần 3 tỷ đô đó, cho Ukraine, mặc dù Ukraine chưa vô NATO. Cái đó là sự thật nha quý vị. Nhưng mà em nghĩ là bạn dựa trên một cái tin đó là Mỹ rút quân khỏi Ukraine đó anh. Rút đâu rút, có mấy trăm lính rồi, có 140 người vậy ba ơi. 140 người đó, người ta vô, người ta training xong rồi giờ ta đi về chứ có gì đâu. Chuyện đó có gì đâu căng, có gì đâu mà để mà bình luận. Trẻ trâu, làm như sư đoàn người ta rút quân, làm như Lido Kabul vậy đó, trời trời. Ví dụ như rút quân như Lido Kabul hãy nói. Đọc cho nó hết đi. Mấy đứa nít không có tiền tối ngày đọc báo anti-Mỹ hoài. Anti đúng chuyện vô gặp mấy em mệt chết luôn rồi đó. Cái gì công nhận anh Mỹ, chuyện này nhà đã tỏ mà chuyện ngoài ngõ cũng tường. Là sao? Em mới thấy báo đăng Ukraine có khả năng rút khỏi xin vào NATO, tránh chiến tranh với Nga, nếu vậy Nga thắng được phần nào. Đúng. Nếu mà nói vậy Nga thắng của hiện tại. Chứ còn nếu mà về kịch bản nó trở về xưa giờ Nga cũng tăng trả thắng. Bạn nên nhớ ngày xưa đó, Nga với Ukraine là một. Tức là hai bên một phe, môi hở răng lạnh giống như Belarus bây giờ vậy đó. Thì cái tình trạng là tình trạng tốt nhất. Còn bây giờ chia hai nước, cơm lành canh không ngọt là tệ đi. Còn bây giờ bên bờ vực chiến tranh là tệ lắm. Thì bây giờ từ bỏ từ cái tệ lắm, còn cái tệ đi. Tính ra chung cuộc Nga giờ không thắng. Đúng không? Thắng ở điểm nào má? Chừng nào thắng là vậy nè, lập ra một chính phủ bên Ukraine mà chính phủ bên đó nó thân Nga như là Belarus vậy đó. Thì cái đó là giống như quề là hồi xưa. Nó còn bây giờ là Nga gọi là rút ngắn tỷ số, bị thua đậm quá rồi giờ rút ngắn tỷ số, hiểu gì mới chuẩn. Vì Mỹ đợt này thua Nga chắc tổng thống Biden già đầu óc không sáng suốt. Mày khịa ông cụ nhà tao hoài mày. Bây giờ tao hỏi bạn thua là thua cái chỗ nào trời? Bạn nói thua thì mình phải chỉ chỗ thua tôi mới phụt. Không lẽ giờ tôi gì tôi đem lính Mỹ qua tôi đổ máu là cái nhắc gì? Ai chứa? Đúng là mấy bạn sủ nhi thiệt. Bình luận nghe thấy nóng thiệt chứ ta. Không mấy bạn có thể nào dẹp đề tài đó không mấy bạn? Mình nói về đề tài va lung tung đi chứ bạn nói về đề tài Ukraine tôi chán quá. Thắng thua giờ thắng thua thế nào gọi là thua? Tự nhiên giờ Mỹ không cứu cái nó Mỹ thua. Ồ lắng nhách vậy. Gì là đề tài là va lung tung, hôm nay dân Ukraine có tâm trạng tặng quà không anh? Anh nghĩ là nói chung á, thiệt sự nếu mà là một quốc gia mà đang có những cái vấn đề lớn của đất nước á thì người ta không rảnh, người ta nghĩ tới những cái chuyện xàm. Tặng khí khô gì? Mày có tiền mua quà không? Nói trắng ra là làm vậy nghèo là không đú. Tại bây giờ tình hình Ukraine cuộc tình đổ vỡ như vậy rồi thì anh nghĩ đâu là ai sẽ là người được lợi nhất anh? Khi chứng kiến hôn nhân giữa Ukraine và Nga tan vỡ. Phải trả ai được lợi hết. Đang xen nhau lợi chỗ nào? Thì giờ đương nhiên Nga với Ukraine chia tay thì bên châu Âu mừng vậy thôi. Còn cái từ cái cuộc chia tay đó là Ukraine có lấy chồng mới được hay không? Hay là ở vậy? Đúng không? Tính tới tính lui tính xuôi tính ngược thì Ukraine vẫn thiệt thòi, vẫn khổ. Mình không có tìm được cái nút gỡ cho đất nước mình. Mà tại sao mà Mỹ không muốn chưa tỏ vẻ là muốn cưới Ukraine về, nhưng mà em thấy là nghèo quá mà thêm mất rim nữa. Tao nói rồi, rim như giống như là cái màn gì đó, mất rim lum la hết á. Nhưng mà giờ quýnh lộn chiến tranh lẳng nhắc với Nga nó không có đáng, hiểu không? Cái chiến tranh nó phải chính nghĩa, giờ nó phi nghĩa. Tự giờ vì Ukraine mà đi quýnh lộn với Nga nó xàm nó, nên lý do nó gọi là thời cơ chưa chín mùi, gió đông chưa có tới. Nên trong cái cuộc tình này anh thấy có ai có lợi đâu. Nếu mà nói về Trung Quốc có lợi thì chắc cũng hẳn. Lợi chỗ mà Nga phụ thuộc thị trường Trung Quốc hả? Em nghĩ cũng có thể là một phần. Hả? Thì bây giờ ví dụ như Nga bị cấm vận thì có đánh đầu cấm vận. Thì ví dụ như là cái đơn bán dầu vừa rồi. Thì cái đơn bán dầu thì năm nào chả mua, trước mua rồi, giờ mua thêm thôi, có gì đâu, không có gì ghê gớm.
Thật ra thì anh nghĩ chứ mấy cái đơn đó đối với bạn thấy 100 tỷ đô nghe ghê 10 năm lần ông ơi. 10 năm trời là nó chủ, nói chung á nó là cũng là một cái đơn hàng mà mang lại được cho nguồn thu nhập cho người Nga. Nhưng mà nếu mà nói nó là tất cả đó thì nó không hẳn. Bởi vì dân Hàn đang biểu tình chống Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc, anh nghĩ sao về điều này? Cái nhóm biểu tình nó mấy người vậy? Em trước khi em hỏi anh phải cho anh hỏi ngược lại nhóm biểu tình nó mấy người. Thì anh mới trả lời được nha. Nga không cần đánh cũng thắng ở một số lĩnh vực nào đó. Thắng ở chỗ nào? Ông chỉ cho tôi chỗ thắng coi. Giờ GDP đang 15.000, tụt xuống phát một còn 14.000. Ủa lộn, còn 10.000. Lãnh thổ thì không có mở rộng. Cấm vận thì chưa có đường tháo. Coi như chiến thắng là có được cái rim đi. Mà thế giới chưa công nhận cái đó. Thì coi như cái đó là dấu vào chỗ nhạy cảm 50-50 đi. Thì tôi hỏi ông thắng ở cái chỗ nào? Trời ơi trời, vô lưới lượm banh không nói thắng. Nói chung là các bạn có quyền tranh luận, các bạn có quyền ý kiến các bạn. Nhưng mà chỗ nào chưa clear là tôi hỏi à. Tại sao là cái chữ thắng và thua ở đây? Tôi không thấy phe nào thắng mà cũng chả thấy phe nào thua hết á. Nó, Ukraine thì thoát Nga thành công. Cái đó là cái thắng, nhưng mà thua ăn điểm và kinh tế bi đát. Chưa có đường ra thì cũng quề tiền luôn. Hiểu không? Tôi nói vậy mà còn phụt nó chịu luôn. Vì giờ Mỹ với Nga chỉ cần cái cớ thôi là xung đột vũ trang với nhau ở mức nào đó. Anh nghĩ sao về quan điểm này? Cái cớ quan trọng, cớ đó cớ gì mới được chứ. Cái nào mà tôi chính nghĩa tôi chơi, còn nào tôi cảm thấy tôi không chính nghĩa tôi không chơi thôi. Chứ cớ là cớ gì mấy em? Ảnh hưởng tới khỉ khô gì Mỹ đâu. Chừng nào mà gọi là Nga mà vô đi quýnh công dân Mỹ thì cái đó mới là cái cớ. Chứ còn giờ Nga đi, có ví dụ như giả sử cho dù Nga có leo thang chiến tranh, Nga có đi xâm chiếm Ukraine đi chăng nữa, cái chuyện có giúp hay không giúp là cái chuyện đó tùy Mỹ nó thích. Chứ cũng nói chuyện bây giờ Ukraine bị tấn công là Mỹ phải giúp, đâu ra cái luật nào, không có, không hề có một cái contract nào cả đó. Nhưng nếu mà ví dụ như mình là Mỹ đế chưa chắc mình quýnh, tự nhiên quýnh lộn gì Ukraine làm cái gì thì thôi, chuyện hai bạn tự giải quyết đi. Nhưng mà bạn Nga bạn vi phạm luật pháp quốc tế, tôi cấm nhận bạn chơi vậy đó. Hợp lý không? Thứ nhất mình yêu chuộng hòa bình, thứ hai mình làm đúng luật. Cái đó mới là cái cao cờ. Chứ mấy ông người tối ngày đi quýnh gì trời. Cái đầu óc không nghĩ được cái kế nào hết trơn á thì mới là quýnh. Tôn Tử đã nói rồi, chiến tranh là hạ sách cuối cùng. Không chiến tự nhiên thành mới là cao cờ. Vì Mỹ không đánh nhưng cung cấp vũ khí cho UK được không anh? UK với Mỹ đồng minh cung cấp lâu rồi em. Vậy cái việc giữa cái việc đánh nhau Mỹ không có lợi gì nếu như đánh Nga. Vậy thì ngoài cái chuyện thể hiện tao có nhiều tiền thì bơm 3 tỷ đô cho Ukraine. Bơm lâu rồi, bơm từ 2014 tới giờ em. Dạ. Thì từ đó đến giờ nó có thể nó có tức là nó thể hiện điều gì ở Mỹ? Nó thể hiện đó là Mỹ vẫn quan tâm ủng hộ Ukraine. Nhưng một cái chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà cái quan tâm vậy ủng hộ đó không đủ để cho Mỹ tiến cử Ukraine vô NATO. Vì Nga mất Ukraine thì sức ảnh hưởng của Nga với phương Tây có bị chuyển biến không anh? Ủa Nga có Ukraine bao giờ mà mất? Sau năm 1900 hồi đó thì Nga có Ukraine bao giờ mà mất em? Nga đã mất Ukraine lâu rồi. Mà bây giờ vấn đề là NATO có chứa Ukraine hay không? Đó, NATO mà chứa Ukraine là một sự thất bại trong ngoại giao của Nga về mặt chính trị, mặt an ninh. Đó là lý do mà Nga mới hầm hừ hôm nay. Nếu Mỹ Nga đánh thì Trung Quốc sẽ theo Nga, ghê vậy. Ủa, mà Trung Quốc mà theo Nga phát mộng là chiến tranh chắc leo thang kinh khủng luôn á. Đó là hai khối đánh nhau. Hiểu không? Khối Nga Trung Quốc một khối, khối thứ hai là khối NATO với Mỹ. Không biết Nhật Bản sao đây. Kế bên đó có hầm hừ không? Hàn Quốc đồ, nguy hiểm lắm quý vị. Chỉ có Mỹ đi đánh nước khác dù đúng hay dù sai vẫn không bị Liên Hợp Quốc cấm vận nhỉ. Quýnh trống trúng mang Liên Hợp Quốc nó mới cấm vận ông ơi. Quân mới nước nhỏ xíu mà đâu ai đâu cấm. Nói chung là Mỹ nó khôn lắm, canh yếu quốc. Còn quốc năm ông thì chỉ có hai ông ngược hướng thôi. Hai ông kia theo phe rồi sao quýnh được. Anh giải thích tại sao cho em được không? Tại sao NATO không chịu cho Ukraine vào vậy anh? Tại vì Ukraine vừa xấu vừa mất cái... Hỏi nó hỏi hoài à. Nếu mà Ukraine còn cái đó thì nếu mà Ukraine xấu chút xíu chắc cũng cho vô được để mình lụm cái an ninh. Còn giờ Ukraine vậy rồi, nói chung thì vô thêm gánh nặng chọc Nga thêm nữa, không gọi là nó cũng, thí dụ như Nga mà hiền hiền thì cho vô cũng được,
Còn giờ Nga căng quá, hiểu không? Mình vì cái ông này mà cho ông vô, ông có lợi. Trong khi mình chưa chắc có lợi, đâm ra nó cũng gọi là nó cũng 50-50. Ai biết, tùy mấy ông trùm binh NATO sao tôi biết được. À, UK mất cái bán đảo, mất cái bán đảo Crimea nên NATO chê, phải không anh? Nói nhỏ nhỏ thôi. Cái này là pháo của anh Duy Nguyễn nha, nói nhỏ nhỏ thôi mấy em, nó lớn lộ hàng á. Trung Quốc còn dè chừng Ấn Độ nữa, Ấn có thể đánh chặn nguồn dầu của Trung Quốc. Là ý em làm sao, nữa là dầu từ Tây Á mà đi qua Ấn Độ Dương, Ấn Độ Quốc hả? Chơi vậy bá đạo quá ba. Chơi vậy bá đạo nha. Vì Nga chỉ cần lao súng thôi, NATO xanh mặt, Mỹ thì khôn rồi, không dám đụng đến Nga. Quá, NATO với Mỹ, đứa đi tu, đứa đàn trai em ơi. Nó sợ lắm nha. NATO với Mỹ nó ngủ trên núi tiền nên nó ăn chay niệm Phật. Hiền lắm em. Ai làm thì làm nha. Theo quan điểm của bạn này là vậy đó. Không? Nga của bạn là bố thế giới rồi. Đó là theo quan điểm của bạn này nha. Mình chả ra phản biện làm gì mệt. Có khi nào Nga đánh Ukraine thì Trung Quốc đánh Đài Loan không anh? Hạm đội 7 của Mỹ lo Trung Quốc. Ok chưa? Rồi hạm đội 5 của Mỹ lo Ukraine. Chết mẹ như lộn mày ơi. Hạm đội 6. Sorry, lâu lâu hộp đó lộn phát nha mấy em. Hạm đội 6 mấy em ơi. Không phải 5 đâu. Lộn số thôi. Đây ok. Đây hạm đội 6 mấy em. Quá ôn bài cũ hoài mệt quá. Cái này là của Mỹ, không nói như tới NATO nha. Nó còn NATO nữa, mấy ông kiến thức quân sự mấy ông cụ bóc thấy bà luôn. Cái này là tôi đang nói về Mỹ á, thấy không? Nó còn NATO. Rồi tổng lực lượng hải quân châu Âu, hạm đội 6 Hoa Kỳ là một đơn vị hoạt động của hải quân Hoa Kỳ có tổng hành dinh trên sói hạm Mount Whitney LLC-20 có cảng tại Gata, Ý và hoạt động ở địa Trung Hải. Tổng lực lượng hải quân châu Âu, hạm đội 6 Hoa Kỳ gồm có 40 chiến hạm, 175 phi cơ và 21.000 người. Hạm đội 6 có cùng tổng hành dinh với tổng lực lượng hải quân Hoa Kỳ tại châu Âu trong 2 năm vừa qua như một phần cắt giảm tổng hành dinh bộ quốc phòng Hoa Kỳ như tư lệnh tổng bỏ miệng quá. Cái đó là chuyện của Mỹ. Ok. Rồi Mỹ nó còn đóng quân ở một số nước trên bên châu Âu nữa nha mấy em. Điển hình như là Ý nè, rồi điển hình như là Đức nè, rồi Ba Lan, Ba Lũng đồ, mỗi nước chút cộng lại chúng đông quá mà nó biến cộng quá. Rồi cái thứ hai á, nếu mà gọi là biến mà lớn lắm mà nổ ra đó thì NATO với Mỹ kết hợp. Ồ, NATO cũng hơi bị đông ha. Với Mỹ vậy nữa thì không biết có lo nổi không, anh không biết hên xui nha. Đó, chuyện quân sự anh không có chém gió mấy em. Nha, rồi xong rồi hạm đội 7. Ok, giờ tới hạm đội 7. Thằng kia nó hỏi hạm đội 7 có bự không. Đây hạm đội 7 không biết có bự không, mình cùng nhau mình học hạm đội 7 nha mấy em. Đây hạm đội 7 Hoa Kỳ. Rồi ok. Tiếng Anh ghê quá. Hạm đội 7 tiếng Anh là United States 7 Fleet. Fleet gì đó không biết nữa, mệt quá. Là một hạm đội trực thuộc hải quân Hoa Kỳ đặt tại căn cứ Yokosuka của Nhật Bản và dưới quyền chỉ huy của hạm đội Thái Bình Dương. Còn hạm đội Thái Bình Dương nằm Guam á. Ủa lộn, nằm ở Honolulu á. Ủa lộn Honolulu gì đó bạn. Nói chung ở Hawaii đó. Hawaii á đó, nó nằm ở đó đó. Cái đó là hạm đội Thái Bình Dương. Còn hạm đội 7 là một phần trong hạm đội Thái Bình Dương. Ok. Vậy là Thái Bình Dương nó còn cái thằng bự hơn nó bảo kê nữa hả? Hả? Vậy là nguyên cái Thái Bình Dương còn một thằng bự hơn hạm đội 7 bảo kê nữa. Đúng. Thì ở trong trong cảng này nọ ông Nhật ông gõ một cái đó. Ông Nhật ông gõ trên châu cảng là hạm đội Thái Bình Dương đó. Thấy không? Rồi hiện nay đây là hạm đội lớn nhất trong các hạm đội tiền phương của Hoa Kỳ với 560 chiến hạm, 350 máy bay chiến đấu và hơn 6.000 quân nhân hải quân, nhân viên quân sự như thủy quân lục chiến. Nhiệm vụ chính của hạm đội 7 là tiến hành các đợt tuần tra biển, đảm bảo an toàn, an ninh, hàng hải khu vực và bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan trong những trường hợp khẩn cấp. Đó, vậy đi, như đây tàu nè, hạm đội 7 hay nha quý vị. Còn giờ nếu mà có quýnh lộn thì rủ thêm tàu đổ bộ sân bay, tàu hàng không mẫu hạm sân bay, ở gì trực thăng gì của Nhật á. Nói chung đủ thêm cũng đông lắm chứ, đùa đâu, Nhật hàng khá đông á, đùa.
không, nó là nó hạm đội thôi, vậy lo được rồi má. Chiến tranh mà đổi đây quân vô chắc thế giới thứ ba rồi, chỉ còn cái gì nữa, không lẽ ông bắt kéo cả triệu người đi đánh. Trời ơi mấy em đừng coi thường nha, vậy là ghê lắm rồi đó mấy em. Một cái hạm đội mà 60.000 lính đi quýnh lúc mà căng lắm rồi. Mà bây giờ chiến tranh hiện đại chứ phải biển người, Mỹ nó không chơi biển người nha, Mỹ nó không chơi biển người các bạn. Food Ryzen của Mỹ mắc quá hả anh? Cái gì? Food Ryzen của Mỹ mắc quá. Mỹ là gì? Chiến tranh Mỹ là chiến tranh công nghệ và chiến tranh đồng tiền. Vậy thôi, chơi ép này nọ, bay B-52, B-2 đồ, tàng hình tiêm kích đồ, tàu ngầm hạt nhân lặn dưới nước không ai biết đâu hết á. Đó là Mỹ, chứ không phải là Mỹ bạn cộng ra, Mỹ 60 bên kia 120, CD bên kia ăn rồi thôi. Lại mấy bố luôn, về nghiên cứu quân sự tiếp đi mấy bố ơi. Mấy bố ơi, thằng Mỹ nó không tính khôn là nó không an toàn tới ngày hôm nay. Mà hồi năm 1900 hồi đó nó bị người ta dặn cổ rồi. Mỗi vùng trên thế giới có một hạm đội nó lo hết đó ba. Các ưu thế của quân sự Mỹ vào năm 73, chương trình nghĩa vụ bắt buộc quân sự tại Mỹ bị bỏ. Họ kệ đọc này cũng vui nha bạn, có thêm kiến thức thôi chứ cũng chả có hại ai. Thôi mời các bạn cùng nhau nghe kiến thức. Rồi ok, tôi đọc có chỗ nào mà giúp các bạn sửa nha. Vào năm 1973, chương trình bắt buộc nghĩa vụ quân sự ở Mỹ đã bị bỏ. Lực lượng quân đội đã được xây dựng hoàn toàn tự nguyện từ sau thời điểm này. Tuy nhiên, các công dân từ 18 tuổi đến 25 tuổi phải nộp đơn đăng ký vào hệ thống dịch vụ chọn lọc, viết tắt là 3S, để chính phủ nắm rõ thông tin và điều động trong trường hợp khẩn cấp. Đây là trách nhiệm của công dân, tức là đi lính không bắt buộc nhưng mà cứ phải có cái đăng ký đó. Rồi xong ai đi có tiền hay gì đó. Quân đội Mỹ cung cấp nhiều phúc lợi giáo dục, hỗ trợ học phí cho binh lính và vợ chồng của họ. Ngon ta. Đồ ngon à. Nhưng mà em không nghe con cái. Ai biết, tới vợ chồng thôi, còn đi lính, người ở đây, người kia xa quá, sao có con mày? Con trong hàng xóm quá. Mà thường thường đi lính trẻ mang con gì trời. Từ từ, tuổi trẻ lo lập nghiệp, lo xây dựng đất nước đi, mà tuổi trẻ rồi có con nữa. Em sợ. Mỹ nào có con tuổi trẻ, hiếm lắm, có em mà tại em suy nghĩ vậy thôi. Lạc hậu quá. Rồi, từ. Ngoài ra còn mức lương hấp dẫn với nhiều đãi ngộ khác. Hấp dẫn là nhiều. Binh lính được trả lương khá tốt và miễn phí hoàn toàn các chi phí ăn mặc thực phẩm. Nói chung bao ăn bao ở. Đó. Mà ở đâu chả bao ăn bao ở đúng không? Đúng rồi. Đi lính ở đâu chả bao ăn bao ở. Quân đội nước nào mà chả vậy. Chính quyền Mỹ còn tạo điều kiện lấy quốc tịch cho những người đang thực hiện nghĩa vụ. Ngon vậy. Á đồ, có thêm cái đường này nữa hả? Cái này thơm nè. Có thêm cái đường này đỡ tốn 200.000 thôi. Cái gì đây trời. Định cư uy tín như đó, thôi đi ra đi, từ từ không cần nha, mình vô đây mà đọc bài thôi bạn. Cái chết mẹ. Tắt nó không tắt được trời, tắt rồi. Với chính sách mềm dẻo và hoàn toàn tự nguyện và mức kinh phí khổng lồ đầu tư quân sự, Mỹ đã xây dựng được hệ thống quân sự mạnh nhất thế giới. Ok. Đăng ký nghĩa vụ quân sự Mỹ. Nam giới Mỹ bắt buộc nộp đăng ký cho hệ thống chọn lọc 3S trong vòng 30 ngày sau ngày sinh nhật 18 tuổi. Đối với người nhập cư tại Mỹ, đối với nhiều người nhập cư sống tại Mỹ thì phải nộp đăng ký trong vòng 30 ngày sau ngày nhập cảnh. Nếu nằm trong độ tuổi 18 tới 25, tức là cái này là bạn đu càn thôi, bạn cũng đi đến được. Bạn không cần là công dân. Cái vấn đề nó nằm ở đây là bạn không cần là công dân, bạn vẫn đi lính được. Rồi xong rồi đi lính về xong rồi có điều kiện thi quốc tịch. Đó. Những trường hợp phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ở Mỹ, công dân Mỹ trong độ tuổi 18 tới 25 này đăng ký thôi chứ không có đi nha. Đi là tự nguyện, nãy nói rồi. Người nhập cư tại Mỹ trong độ tuổi từ 18 tới 25 luôn. Người cư trú tại Mỹ nhưng không có giấy tờ hợp lệ của sở di trú. Đù. Này ở lậu luôn đi. Này ở lậu. Ở lậu cho đi luôn hả? Cái này ở lậu, ừ. Đó, này ở lậu đi luôn. Vô đi lính nè em, đi lính nè, đu càn đi lính luôn. Chứ không cần phải công dân em. Bên Mỹ nó chơi lại lắm, đu càng đi lính luôn nè. Những trường hợp được miễn đăng ký nghĩa vụ, nam trên 26 quắc rồi, không đi nữa. Nam giới đến Mỹ theo diện visa du học, du lịch, ngoại giao, kinh doanh, công tác. Đúng rồi, anh mấy năm trước anh qua Mỹ nó bắt anh đi luôn toàn. Nam giới đang bị giam giữ được miễn phí, tức là ở tù khỏi đi. Nữ giới được miễn phí đăng ký, gái thì không cần.
được miễn đăng ký. Dài quá à. Đọc có tóm lại là lương nhiêu. Trong trường hợp không đăng ký nghĩa vụ quân sự thì có yêu cầu thường trú nhân sẽ bị tước quốc tịch, nhập tịch. À cái chỗ này nè, cái chỗ này phân tích cho mấy nghe. Tức là thí dụ như mày im coi tới ban qua trật tự, thầy đang giảng bài. Thí dụ trong trường hợp mà em á đu càng qua bên Mỹ, cưới vợ gì bên đó mà em chưa được đủ 25 tuổi, đúng không? Thì con vợ em nó bỏ lãnh đang qua là em chưa có quốc tịch. Em phải ở vậy, em phải sanh thôi. Em phải đăng ký gì? Em phải ra ngoài quân đội đăng ký liền, Army đồ đăng ký liền. Nếu mà em không đăng ký em trốn á thì nó phát hiện ra nó không cho em thiếu tịch, nó tước sạch luôn, đuổi về Việt Nam luôn. Nặng vậy thầy? Nặng lắm, nè nó ghi rõ ràng nè. Em đăng ký là xúc luôn, cái tội mày không đăng ký. Đăng ký thôi, còn chuyện đi không là tự nguyện, nhưng mà đăng ký hiểu không? Tại sao có vậy? Tức là nó viết cái luật này để nó phòng ngừa trường hợp mà ví dụ như có nước nào nó hung hăng, nó quýnh Mỹ, đúng không? Nó quýnh Mỹ thì đó là Mỹ kêu gọi tổng đồng viên thì nó alo đi liền, còn bình thường khỏi. Xong rồi gì tuy nhiên kể cả khi có chiến tranh xảy ra, không phải ai cũng sẽ bị điều động. Quân đội sẽ lựa chọn cách ngẫu nhiên trong danh sách, sau đó kiểm tra sức khỏe tinh thần, đạo đức, thể chất trước khi đưa vào quân đội. À kiểm tra hết à, đúng rồi. Trong trường hợp không đăng ký vô quân sự Mỹ thường bị phạt, thường thứ nhất là tước quốc tịch nè, thứ hai là bị phạt 250.000 đô, thứ ba là sau này mày xin việc làm hơi bị toan đó con. Mà tóm lại là tiền nhiêu, đọc dài quá mình chỉ quan tâm tới tiền thôi. Xong rồi làm viên chức gì nữa nhiều vậy, sĩ quan gì hôm nay từ từ tính nha quý vị. Công dân không thuộc qua kỳ thêm dâu độ kỳ không có nè, nãy nói rồi, nói gì nữa. Đi đến Mỹ bao nhiêu năm để trở thành công dân, chỗ này này chắc nhiều bạn quan tâm đó. Bây giờ bạn bơi biển qua bên Mỹ xong bạn đi đăng ký liền, nói thôi tôi về đất nước gì đó ABC có kẻ thù được đuổi, tôi chạy đây tôi ở đỡ, không cho tôi đến luôn đi, tôi tình nguyện xả thân để xa trường để bảo vệ sự hòa bình của Hợp Trung Quốc Quy Kỳ, cho đi phát. Xong rồi đi đến bao lâu để trở thành công dân? Gần đây quân đội Hoa Kỳ đã có tiền lệ cho phép những người phục vụ từ các quốc gia khác được nhập quốc tịch nhanh hơn. Điều này có phần chính xác, tuy nhiên thời gian để trở thành công dân phụ thuộc vào khả năng của Bộ An ninh Nội địa. Quân đội không thể và sẽ không giúp nhập cư. Tuy nhiên một người phải đến Hoa Kỳ tuân theo các quy trình và hạn ngạch nhập cư tiêu chuẩn, sau đó văn phòng tuyển dụng và đăng ký ghi danh. Ôi mệt quá, dài quá, nói chung là 5 năm gì nè. Để coi, Tổng thống George Bush đã ký sắc lệnh vào năm 90 Bush cha trong những ngày đầu của chiến tranh vùng vịnh, cho phép bất kỳ quân nhân nào, nghĩa là tại ngũ, lực lượng dự bị hoặc vệ binh quốc gia, được quyền công dân mà không có bất kỳ giới hạn cư trú nào. Điều này giúp thành viên quân đội tiết kiệm được 5 năm so với ứng viên dân sự nhập quốc tịch. À hiểu luôn. Ví dụ giờ em có thẻ xanh, em phải 5 năm sau mới được thi quốc tịch, còn bây giờ em lính xong ra thi luôn. Là tiết kiệm được 5 năm nè. Thì đi lính thì ai biết đi nhiêu năm, chắc năm 2-3 năm gì đó, chưa đọc tới. Nhưng mà quan trọng là còn mạng trở về không? Thì đó em phải chịu. Khi bạn nghe nói rằng quân đội có thể hỗ trợ bạn đang trong quá trình, đây điều bạn nghĩ đến. Tổng thống Bush đã ký một lệnh hành pháp vào ngày Bush con, vào ngày 3 tháng 7. Bush cha ký, Bush con ký tiếp. Sử dụng các điều khoản đặc biệt trong mục 329 của INA, má nhức lẹo lẹo lưỡi, cho phép bất kỳ ai phải công dân được phục vụ danh dự trong nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ hoặc sau ngày 11 tháng 9 có thể xin nhập quốc tịch Mỹ ngay lập tức. Chỉ thị này áp dụng cho các cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh xung đột cụ thể trước đó. Sự cho phép này có hiệu lực đến khi lệnh hành pháp của tổng thống trong tương lai chưa đến một ngày. Chỗ này cũng hơi như rối rối ha. Vợ hoặc chồng có thành viên mua hóa trang rồi triển khai, tóm lại lương nhiêu. Mình đọc mình kiếm lương thôi, từ từ đến kiếm lương mấy em phải moi ra lương mới chịu. Đây, từ từ kiếm lương cho lương đi lính. Hồi nãy là được miễn phí mấy cái đó rồi phải không? Nó đi, hình như là nó còn sau này nó đi lính xong đi về được mua nhà nó rẻ nữa. Lương lính Mỹ bao nay, lính Mỹ là bao nhiêu? Lương lính Mỹ của người mới gia nhập quân đội ở Mỹ, thanh niên không biết bắt buộc vào quân đội. Dạ biết rồi. Thông thường thời gian lưu trú ở lục quân là 2-5 năm, hải quân là 2 năm. Tức là lính bộ thì lâu hơn, còn lính biển thì nhanh hơn. Giờ vô hạm đội 7 thì nhanh nè.
đó. Còn không thì qua bên hạm đội 6 bảo vệ Ukraine. Rồi không quân và thủy quân lục chiến là 4 năm. Ủa, lính máy bay lâu hơn rồi thủy quân lục chiến lâu hơn nữa nè. Bạn có thể ở lâu, bạn có thể ở lâu hơn và lên cấp tá, cấp tướng như ở Việt Nam, mức lương tăng cao. Nói chung bây giờ trình độ học lớp 12 xong rồi cứ vô quân đội, thứ nhất vừa có lương vừa thăng chức vậy đi. Nó vừa có lương, vợ ở nhà được ăn học miễn phí vô đại học luôn. Ủa, vợ hả con á? Vợ. Ủa vợ mà có học đại học hả? Ủa làm sao? Học. Ủa mày tào lao, mày 18 tuổi mày lấy con vợ, có phải là mày con vợ mày 18 tuổi đã học đại học đúng rồi. Nhưng mà em ấy là thằng chăm số ít, ví dụ như lo cho con cái thì ổn áp hơn với anh. Tự nhiên 18 tuổi con đâu má. Ý là em nói là bây giờ là lỡ một cái thằng nào đó đó, nó nói chung là có con, có này, có cái. Sao có được, mày 18 tuổi sao có con được, mày xàm. Bây giờ nè, thứ nhất á, em đi đến Mỹ đi, em dễ có bồ. Nó thôi giờ mình méo rồi cái đi, rồi mình làm vài cái thủ tục xong rồi em ở nhà làm được học đại học miễn phí. Còn không em không lấy anh đúng không, là mới mốt em đi học là em mượn nhà nước thấy bà luôn. Đúng không, ngon sống ngon mày. Ờ ngon. Học đại học giờ năm mấy chục ngàn, mày học 4-5 năm mà 2-3 ngàn mày toan mày luôn chứ. Đại học công tư được hết luôn hả thầy? Thì mày hỏi đó sâu quá sao tao biết. Thì tao học tao biết, tao biết là vợ ở nhà được học miễn phí thôi chứ mày hỏi tới công tư luôn thua. À, còn con chưa có, nó mới 18 tuổi, nó có con, nó vi phạm pháp luật rồi ba. Ta 18 tuổi đi lính, ông 18 tuổi ông gà cho có con luôn. Từ từ, cái trường hợp đó thì không thể có con, nhưng mà trường hợp này có thể có nè. Có nghĩa là anh này cũng là đi lính phục vụ, nhưng mà lên tới hàng tá này kia nọ là cũng mười mấy năm rồi. Ừ. Rồi vậy thì... Cái đó chắc nguyên nhà được rồi mày ơi, cái cấp bự quá, tao đang nói cấp cùi mà. À. Tới lại cấp mới đi lính thôi. Còn mày hỏi cái cấp bự quá trời bự luôn, cấp tá chắc lo cho tới cái gì luôn rồi. Ông mẹ bên Mỹ em thấy là nó có con, nó đâu có lập gia đình đâu anh, ở chung rồi đâu có đăng ký kết hôn gì đâu, đâu có đám cưới đâu. Thì thôi chứ thường ít lắm mày ơi. Ừ, bên đó là nó vậy không mà. Nó tóm lại á. Bây giờ nó tóm lại anh không có cãi lộn với tụi mày là cái chuyện có con nha. Rồi. Tại vì ở trong cái bài báo hồi nãy anh đọc á, nó không đề cập tới con. Rồi. Mà nó chỉ đề cập tới vợ thì trả lời vợ thôi. Rồi. Ok. Rồi, con không tính tiếp mày. Tiếp theo cho em hỏi, nãy giờ bài báo anh đọc có kể mức lương cho anh. Chưa, đang kiếm lương nè. Giờ sắp tới rồi nè. Rồi coi chừng nào có lương mình thả pháo tiếp nha. Rồi mức lương tăng rồi đúng không? Đối với người mới tham gia nhập ngũ, lương của lính Mỹ cấp thiếu quý là 3.188 đô một tháng. Được không? Thiếu quý. Thì nói chung là mới vô đó được nhiêu đó. Thì cho dù mày cùi lắm mày cũng được 3.000 rồi. Mày hỏi khó à. Không, cái này là quá thấp. Tại vì ngày xưa hôm bữa thầy đã từng nói là mức lương 5.000. 5.000 là tiêu được chuẩn. Dạ ông nội, 5.000 đó là mày ở ngoài mày trả góp nhà, góp xe. Trong đây nó có hết rồi ba, bao súp, bao tập tạ luôn. Nhưng mà bao hết nhưng mà bây giờ phải gửi về lỡ nuôi vợ này kia. Nó cầm luôn 3.000 mà. Tức là nó dư tiền 3.000 túi luôn, một là đi nó đá thôi. Đá cái gì biết rõ gì. Còn không đá thì thôi nó dư về, nó gửi cho gia đình rồi má. Cái lương này là lương giữ luôn, nó không biết có đóng thuế không thì không biết, nhưng mà nó không có phải chi tiêu cho nhà góp, xe góp, không có cần phải chi tiêu cho sóng điện thoại hay là quần áo được tặng hết rồi, mặc đồ lính ngủ luôn. Rồi ngày làm mấy tiếng anh có tăng ca, tính lương tăng ca riêng này không? Mày là quân đội lương tăng ca gì má? Mày hỏi mấy cái đó mày hỏi sâu quá. Thì giờ cái này là giống như lương bình thường thôi, còn cái chuyện mà bắt làm nhiều chắc tiền nhiều chứ. Rồi tương đương với 37.419 đô một năm, tăng gần 20.000 so với năm 2011. Ví dụ nha, lương của lính Mỹ giỏi ngoại ngữ là tiền lương căn bản. Tiền lương căn bản cộng 12.000 đô một năm, ủa có vụ cộng 12.000 nữa kìa. 12.000 đô là có thêm 1.000 nữa thôi. Tiền ngoại ngữ là 1.000. À, ngoại ngữ nào cũng được đúng không thầy? Không phải, tức là cái gì nè. Nó giỏi ngoại ngữ thôi mà. Cái chỗ là ghi tao cũng không hiểu nữa. Rồi. Nhiều khi bây giờ nó như vậy em. Tức là đi lính Mỹ không phải là người Mỹ nào cũng đi, mà có mấy người mới đu qua. Mấy người đó nó không biết tiếng Anh thì chắc lương nó thấp á. Không, lương phải cao chứ anh. Sao vậy? Tại giỏi ngoại ngữ của Mỹ nhưng mà... Ôi, đúng nó sao? Cái vụ này chịu mày ơi. Cái vụ này bó tay. Từ từ đọc tiếp ơi. Lương của lính Mỹ đóng quân ở những nơi có khí hậu và điều kiện sống khó khăn khắc nghiệt là tiền lương cơ bản cộng 1.800 đô một năm. Thí dụ như qua bên Áp tăng nóng quá, không máy lạnh này cộng 1.800 đô một năm nữa. Lương của lính Mỹ sau 2-4 năm trong quân đội là bao nhiêu? Sau 2 năm cống hiến cho quân đội
nếu tiếp tục đứng trong hàng ngũ lính Mỹ sẽ được tự động thăng chức lên trung úy. Này khỏi thi luôn mày. Khỏi thi luôn hả? À vậy mới vô là cục bắp nhất là được thiếu úy á. À. Ghê vậy? À, báo nói vậy. Thì tao cốc còn biết mấy cái chuyện đâu đi cấm lợn đó, đông khe mà tao nói là mới vô là cái ở trên là cục bắp nhất là thiếu úy, còn giờ ở làm xong 2 năm được lên trung úy. Ở đây mình cứ làm bài toán đu càng sang anh. Thì mày làm tự mày làm với tao không đu nữa mày, tao già đu điếc gì. Tao đang cho tụi bay kiến thức thôi chứ tao đâu có cho tụi bay chân trời mới đâu mà đu. Thấy ngon quá. Mình có kiến thức thì mình mới nói chuyện được. Mình mới hiểu được 60.000 lính Mỹ nó mạnh tới cỡ nào để cho mấy thằng Sủ Nhi nó biết. Mấy chỗ tre kia không biết gì tối ngày đó nó hỏi nè, ủa hạm đội Mỹ 7 hạm đội 7 của Mỹ mạnh không mà lo được Trung Quốc. Thì giờ coi nó mạnh không nè. Cái vụ máy bay nhiêu tiền chiếc biết là cái gì. Bây giờ một người lính là như thế nào. Gì nó phải có luật hết chứ. Mỹ là một rừng luật mà đôi khi nó cũng xài luật rừng. Mức lương của họ tăng lên 4.200 một tháng, tương đương với hơn 50.000 năm. Cầm luôn một cục này ngon rồi đó. Ngon rồi đúng không anh? Ngon rồi. Trời, đi giũa cũng tệ hơn này xiền. Đi giũa là phải trả nhà trả xe. Nhưng mà được có một cái á, cái ông này ông đi lính hay không, trong môi trường quân đội, ông kia thì môi trường kia thì ông tự do hơn. Ông thoải mái hơn được cái đó. Trời ơi, tao lái xài chung của nó nhưng mà trong quân đội nó ngon mày ơi. Thí dụ quân đội đóng quân ở trên nước Mỹ thì nó ngon, còn đó nếu mà đi mấy cái chỗ kia nó giải chiến này nọ kia mà nó cầm tiền Mỹ mà nó xài tiền địa phương. Đó, hiểu không? Hả? Cầm tiền Mỹ xài tiền địa phương, anh nói vậy không lẽ Mỹ nó xào chẻ anh? Không phải xào chẻ, nhưng mà ví dụ như bây giờ em ở bên áp để tăng. Đó. Là có nhà đào rẻ. À, đào rẻ. Nên mình ăn trái đào nó rẻ, em hiểu không? Nhiều khi một đô thôi có trái đào rồi. Đó mà nó lãnh tiền Mỹ là lãnh đúng lương. À. Đó mà thêm khí hậu khắc nghiệt được cộng thêm tiền ngàn mấy năm nữa. Trời ơi. Làm một nỗi chuyện 1.000 mấy năm không ăn đào là xỉu rồi. À đúng rồi. Thầy giải thích vậy mới hiểu, nãy giờ làm như tưởng Mỹ qua bển, Mỹ làm thêm nghề xào chẻ hay sao? Vậy xào gì mày? Nên mình khẳng định nếu mà nói về lương là khi mà bạn đi lính 2 tới 4 năm là lương bằng cao hơn giữa rồi đó. Chắc chắn. Chị An Nhiên khỏi cãi, em thấy biết chuyện rồi đây. Nhưng mà thua một cái á, là nó ở trong môi trường tập thể. Còn ví dụ như bạn ở ngoài thì bạn ở trong môi trường kia. Nhưng mà nó hơn bằng về chế độ rất nhiều. Nó hơn về chế độ rất nhiều nha. Chế độ gì anh? Trời ơi, chế độ bảo hiểm, chế độ bệnh hoạn, bắn bị bắn giữa chừng cán đi đưa liền luôn. Dạng dạng vậy. Nhưng mà tuổi thọ mong lung như một trần luôn. Cái gì? Không, cái lúc mà ông chết thì tiền nữa. Thì nói chung vợ đâu ở ngoài đường nó xả súng cũng đai thôi, nhưng mà nó đai vậy đâu có tiền. Mày hỏi khó quá à. Mày, anh đang cung cấp kiến thức cho mày, hiểu không? Rồi xong đại quý đại bự này nha. Tiếp tục ở trong quân đội 2 năm nữa, tức là nó mỗi 2 năm nó nhảy một lần. Thì bây giờ ở 2 năm nữa vậy là được lên đại quý. Ồ, lên đại quý là lương 68.000 đô một năm. Má thơm chưa? Thơm rồi đó. Vậy thì tính cho mày toán, mới vô chức của bắp nhất á, là thiếu quý, ở 2 năm lên trung quý, ở 2 năm mới lên đại quý, vậy ở 4 năm. Không? Rồi tiếp tục, sau nó lương nữa nè, cấp này bự rồi, cấp tá rồi nghe em. Sao bên Mỹ lên chức dễ vậy mày? Nhanh ghê luôn á. Hèn chi thấy lên tá tá nhóc luôn ha. Gì tá luôn á. Riết rồi, nếu mà làm trong môi trường này không là em thấy không có lính. Không, cái này khó rồi, cấp tá lâu rồi mày. Lâu sau rồi. 5 năm từ cấp đại quý. Tức là mày đại quý mày phải làm 5 năm nữa mới lên thiếu tá. Tổng cộng là 9 năm. Ừ. 9 năm. Nếu làm việc trong quân đội và có những chiến công nhất định. Ở này phải có chiến công nữa. Phải diệt được bao nhiêu thằng gọi là cái thằng mà ăn welfare nước Mỹ mà thờ nước khác á. Nó phải diệt thêm bao nhiêu thằng đó nữa. Kêu là báo cô á. Nó lính Mỹ sẽ được thăng lên chức thiếu tá. Mức lương của thiếu tá trong quân đội Mỹ hiện nay là 6-7 ngàn. Ủa lộn 6.700 một tháng, tương đương với 81.000 một năm. Ngon rồi má. 5 năm nữa thầy. Phải cái gì đó nữa. Ví dụ không có gì đó là 10 năm thì sao? Trời ơi mày nói chuyện. Bây giờ mày tính lại. Mày vô đây mày không tốn tiền đi học, hiểu không? Bây giờ mày ở ngoài á, mày 18 tuổi mày đi học đại học không mất bao tiền rồi. Lý luôn anh. Đúng không? Học đại học không là mất bao tiền rồi. Bây giờ lũi vô đây phát một khỏi học đại học lên từ. Ủa. Đi làm thêm là kiếm chút đỉnh đó thầy. Vô đây đâu làm thêm được đâu. Đâu có kiếm gì được đâu.
Ủa ngày làm 8 tiếng ngủ đi tập tạ không sướng mày, mày lên rách coi mày coi. Bắt đi canh gác nữa thầy ơi. Trời ơi mày làm ở ngoài thì mày cũng lao động thôi, mày nói chuyện tào lao chứ không. Không không, nhưng mà anh này là phải thừa nhận cho em nè. Tại khi mà anh làm ở môi trường ở ngoài á, tỷ lệ anh giữ mạng nó cao hơn. Ừ. Làm trong đây tỷ lệ giữ mạng nó trên bên quá. Không dám đâu mày ơi, mày nói từ khi nào điều mà ra tiền tuyến. Tức là khi dù em đi lính mà em đi đâu áp nó tăng á, thì đó mới lâu nó mới hên xui. Còn bây giờ đâu phải ai đi lính cũng ra chiến trường đâu má. Em không nói là chết do chiến trường. Hôm bữa anh mới nhớ cái vụ sự kiện máy bay nó rớt không, giờ chưa tìm xác phi công được. Ông nội phi công nhảy dù lâu rồi ba. Sao thấy có một phi công. Cái đó hồi Nhật. Nhật hả? Cái đó Nhật ông ơi. Cãi. Không mà ông lên tới đó là chắc ông triệu phú luôn rồi đó. Ông mà được ngồi cái chiếc mà F35C ông lái là chắc ông không phải thu nhập về đâu. Ông một chút tôi tìm hiểu lương phi công quân sự cho ông coi nha ông nội. Ông ở đó đi. Bây giờ nó lỡ mà nó ngã xuống một phát á, nhà nó nguyên nhà nó thành triệu phú luôn. Nó nói thiệt chứ. Ờ được bảo hiểm đo ha. Không phải, Mỹ nó phải có chế độ chứ. À có chế độ. Cái đó là nguyên nhà thành triệu phú luôn á, là tính là hy sinh một đứa mà cứu nguyên gia tộc. Ừ với nhà nó mua bảo hiểm cho nó chứ không được nữa ha đúng không? Không phải không cần bảo hiểm, nhưng mà khi mà một quân nhân Mỹ mà tử nạn ở chiến trường á là đi về nhà có chế độ ông ơi, bây giờ là hot rồi. Không phải hồi cách đây trăm năm đâu. Ủa ra chiến trường tử nạn mới tính ra, còn ví dụ ở Mỹ làm gì đó. Tập tạ giữa chừng mà nhớ gia đình bị tạ đè tính luôn. Tính luôn rồi vậy. Tính luôn. Bảo hiểm chịu anh. Không phải cái này không phải là bảo hiểm mà là chuyện quốc phòng ông ơi, ông bảo hiểm gì đấy. Đâu phải bàn nhiên đâu mà bảo hiểm. Chán mày ghê. Từ từ nè. Sau 5 năm tiếp theo, trung tá sẽ được thăng cấp đại tá và được hưởng mức lương là 10.000 đô một tháng. Tổng số tiền 120.000 đô một năm. Rồi. Anh này chưa nghe thiếu tá hả? Thiếu tá là 81.000. Ủa, bộ đúng không? Trung tá chưa trung tá thôi, trung tá. À trung tá 98.000. Ngon rồi ba ơi. Hơn có 8.000 nha. Ngày tháng 8. Ừ. Ai. Ờ tướng không? Chứ. Má tướng hơi bị bự nha em. Tướng đi. Thôi đọc lẹ đi mệt quá. À, từ lúc đi lính tới lúc thăng hàm thiếu tướng, lính Mỹ sẽ phải trải qua 2-3 năm. Tức là 18 tuổi cộng 23 là nhiêu? Về hưu chưa? Chưa anh, 44 là tuổi à? Gì? Gì mày? 18 cộng 23, 41. Phải không? Nhưng mà phải có chiến công là... Đương nhiên phải có chiến công, lên tướng là phải có chiến công rồi. Là nói chung á là giờ lương bèo lắm em, có 115.000 đô một năm thôi. Bằng gần bằng nửa ông tổng thống rồi đó. Rồi đó là thiếu tá nha. Thiếu tướng, lộn thiếu tướng. Còn 4 năm sau thi lên lon lần nữa nè. Thi lên lon lần giờ được 175.000. Là trung tướng. Xong lên thượng tướng. Thượng tướng là 194.000. Rồi xong rồi lên tới thượng tướng có đại tướng không? Đại tướng gì ông Tép, ông gì ông Ot gì đó. Ủa kỳ hả? Thượng tướng cao nhất rồi. Ủa bằng lương luôn, bằng đại tướng bằng lương thượng tướng không tăng đồng nào hết. Ủa kỳ ta? Chắc thăng chức có tiếng mà không có miếng anh. Ừ. Kỳ quá. Không được. Được hưởng chế độ thay vì giống như thượng tướng ngồi xe cút kích thì này ngồi xe. Nhưng mà cái vấn đề này mình chưa rõ là thuế của ông này. Chưa rõ vấn đề thuế của ông này. Nhiều khi nó quân đội nó được đóng thuế ít một cái nữa nó ngon luôn. Nhiều khi cái này là tiền sau thuế sao anh? Thì ai biết, nó ghi không rõ mà đâu có biết. Má tiền sau thuế là ngon luôn á ba. Sau thuế á. Tiền sau thuế này bạn nhiên mà đáng để con đi cho đi lính nha. Chắc chưa trừ cái khoản đồ không, nó có khoản gì đâu trừ. Nhà cái gì, nhà xe rồi quần áo bao hết rồi, ăn uống đồ. Nhưng mà cũng phải sắm nhà sắm sớm nha anh, không không bây giờ có lương rồi đúng không, bây giờ mình tới thả pháo nè. Chưa từ thằng này nó so Trung Quốc mới sốc. Thằng báo so không phải tôi so nha ba. Rồi ngoài lương lính Mỹ còn được nhận thêm những gì đó, không chỉ nhận được tiền lương lính Mỹ còn được trợ cấp các khoản khác như là tiền công tác, tiền ăn uống, tiền trang phục, tiền nhà, tiền trợ cấp cho vợ con, tiền nhiệm vụ đặc biệt và đi giám sát. Với những người thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phải ra chiến trường nè, chiến trường là quan trọng rồi má, có trình độ ngoại ngữ tốt sẽ được thưởng thêm
hàng nghìn USD mỗi năm này đó rồi. Bên cạnh đó họ sẽ được đóng bảo hiểm trị giá 200-300 ngàn đô. Rồi mấy cái bảo hiểm này đền chắc ra tất mấy triệu đô. Nếu họ hy sinh ngoài chiến trường, số tiền bảo hiểm sẽ được chuyển lại cho gia đình họ. Tức là quốc phòng ta sẽ mua bảo hiểm đó. Mà nếu lỡ họ hy sinh ngoài chiến trường thì số tiền bảo hiểm sẽ được chuyển. Mà chuyển nhiêu thì từ từ không biết. Mua mà mua 200-300 ngàn chuyển nhiêu ta? Chắc ít. Ủa không phải, lộn này là sao ta? Bên cạnh đó họ sẽ được đóng bảo hiểm trị giá. Đóng bảo hiểm trị giá tức là cái giá trị bảo hiểm thôi, tức là chuyển 300 thôi, chứ không phải là cái số tiền mua, mà số tiền hưởng. Không, nó ghi tôi hiểu vậy nó nhau cái gì. Sau khi không làm trong quân đội và trở về cuộc sống đời thường, lính Mỹ sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi như được chăm sóc sức khỏe miễn phí, rồi có thẻ bảo hiểm suốt đời luôn. Bây giờ một thẻ đó một năm biết nhiêu không mày? 10 ngàn. Ừ, đúng không? Một năm 10 ngàn. Mà bây giờ ví dụ như ông đi lính 2 năm ông ra ông ôm cái thẻ đó thôi để lời rồi đó. Lính Mỹ được hưởng được vay tiền với lãi suất thấp đi mượn nợ, được ưu tiên tuyển dụng. À, cầm quân nhân mà đi xin giũa đâu này, là bạn như không nhận là bạn như ra tò. Chết bà rồi con. Chết bà rồi. Được mua nhà với mức giá ưu đãi. À rồi luôn, cầm vé đó, nhà bình thường bán 300, bán 150 thôi. Hả? Ưu đãi dữ vậy hả? Ừ, ưu đãi ghê lắm em. Nó ưu đãi. Ưu đãi thứ nhất là được ưu tiên tuyển dụng, thứ hai được mua nhà rẻ, thứ ba là được Medicare suốt đời. Rồi xong rồi tờ báo là nó cà khịa mấy em. Nó so lính Mỹ với lính Trung Quốc. Tờ báo thì vui à. Thằng này đi coi so sao. Trung Quốc là một đất nước có quân đội mạnh tương đương với Mỹ. Bớt nổ đi con. Nước này thực hiện chế độ vừa bắt buộc vừa động viên thanh niên nhập ngũ. Tuy nhiên xét về mức lương trả cho lính có phần kém hơn so với quân đội Mỹ. Cụ thể, lương của một trung úy quân đội Trung Quốc khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương với 10 triệu tiền Việt, bằng 500 đô. Cũng từ mày, 500 đô một tháng quy ra nhiêu tiền? 10 triệu á. Thôi mệt quá, thằng kia mới vô 3.000 phải không? Đúng rồi. Vậy gấp 6 lần. Nhưng mà nó xài thì GDP của Trung Quốc cũng thua Mỹ gấp 6 lần. Thì phé rồi. Rồi. Nghe cũng có lý mày. Nghe có lý rồi. Tự nhiên nó nói gì cũng có lý quá ta. Nó được 10 triệu một tháng. Ủa mà kỹ mày. Sao anh? Ví dụ như giờ, ủa tự nhiên Trung Quốc hơn Việt Nam quá trời luôn à. Mà tự nhiên đi lính được có 10 triệu một tháng à. Không, em thấy 20, anh thấy 20 hợp lý hơn chứ. Nè, tại vì thứ nhất là mình có nghe được cái con số Mỹ, quân nhân Mỹ tử trận trên chiến trường. Em chưa từng nghe được con số mà quân nhân Trung Quốc tử trận trên chiến trường. Có nghĩa là môi trường của Trung Quốc sẽ không bị tử vong nhiều như Mỹ. An toàn hơn nên tiền nó rẻ hơn. Dạ ông nội, năm 79 Việt Nam mình là trẻ em đi đánh giặc hả mày? Trời ơi giỡn hoài. Ba ồ, qua bên Việt Nam quýnh thua bỏ chạy luôn. Bây giờ ông nói ông nói câu này là ông hở sườn rồi. Mỹ rồi 91 rồi 2K3 rồi. Không, ý là em nói hiện giờ nè Mỹ vẫn còn bị mất quân này kia nọ chứ em chưa thấy. Không dám đâu, Trung Quốc hồi kỳ ra mới kéo tay với Ấn Độ năm ngoái. Trời chết các bạn rồi đó. Trời ơi khổ quá. Mới kéo tay Ấn Độ năm ngoái. Trung Quốc kéo các bạn rồi. Mày ghê thiệt. Rồi từ đọc tiếp nè. Rồi lương tá nha. Lương tá Trung Quốc khoảng 5.000 tới 6.000 tệ, tương đương với 17-21 triệu tiền Việt Nam. Nói chung là 800 tới 900. Tá bên kia nó nhiều rồi ta. Tá bên kia như nó tới 6-7 ngàn gì rồi đó. Tá bên kia đã tới 6-7 ngàn một tháng rồi. 6-7 ngàn thì ít 10 cũng sắp xỉ rồi. Nói chung là gấp 6-7 lần. 6-7 lần. Chính vì thế bạn đã hiểu tại sao Mỹ không bắt buộc thanh niên vào quân đội nhưng luôn đủ chỉ tiêu và thậm chí còn thừa quân đội dự bị rồi chứ. Với mức lương quá khủng và quá nhiều chế độ ưu đãi như vậy, rất nhiều người muốn tham gia quân đội rồi, đặc biệt là những bạn trẻ học hết lớp 12 nhưng không thi được vào các trường đại học cao đẳng. Có thể nói đây là lựa chọn rất tốt để họ có thể kiếm thêm tiền cho gia đình mà bản thân lại có thể rèn luyện sức khỏe và tinh thần. À, thêm kiến thức nha quý vị. Rồi nãy thằng kia mày thấy 60 ngàn nó nuôi bằng gì chưa? Hỏi nó mạnh không? thằng gì đâu rồi mấy em?
thằng gì nó nói là hầm đồ bảy sao đó. Còn giờ mình kiếm giá tiền chơi đi hen. Giá tiền một tàu sân bay nhiêu tiền ta? Thôi 2 tỷ đô. Một tàu cũng có nhiều nữa. Chưa anh còn lính phi công anh. À lương lính phi công đúng không? Lương phi công Mỹ. Phi công là có ghép gì không? Có phi công tuyển lại rất cao lắm anh. Đó, đầu tiên là phải đẹp trai nè. Đẹp không? Tập gym nè. Phải tập gym này kia nọ. Dai khỉ rồi. Da trắng trẻo hồng hào. Rồi chúng ta cùng nhau đọc báo Tiên Phong đi mấy bạn. Mấy báo uy tín mình mới dám đọc chứ mấy báo kia mình không dám đọc nha quý vị. Sạch bậy sạch bạ nó ra toàn là cái báo gì đâu không à. Rồi mình cùng nhau đọc báo Tiên Phong. Rồi Tiên Phong Online trong nỗ lực kéo dài nhằm có thêm phi công phục vụ lâu dài, không quân Mỹ đề xuất khoản tiền thưởng lên tới 420.000 đô trong 12 năm cho một phi công theo chương trình tiền thưởng tài khoá 2021 của lực lượng này. Tức là thưởng cái này thì một năm được khoảng chừng 30,000 tiền thưởng nha. Tức là cái lương cũ rồi giờ được thưởng thêm mấy em. Để nhiều khi mà lái mấy chiếc ép này nọ xui xui lao đầu xuống biển nhảy dù rồi giữa chừng áp suất không khí này nọ nó làm cho mình worry. Trời ơi, nếu mà thưởng vậy chắc đi đâu cũng được. Với điều kiện ông đó đừng có vi phạm luật thì ví dụ 10 giờ đóng cửa mà 11 giờ về trừng thưởng rồi. À, từ từ đó tính mẹ ơi mệt quá à. Rồi phi công máy bay ném bom tiêm kích máy bay đặc nhiệm máy bay cánh cố định tìm kiếm và cứu hộ có hợp đồng hết hạn trong năm nay đủ điều kiện nhận khoản thưởng hàng năm là 25,000 đô nếu cam kết phục vụ tiếp 5-7 năm hoặc 35,000 đô nếu phục vụ 8-12 năm. Đồ này ghê ta. Tức là giờ là đại loại là bạn lái mấy chiếc này này thưởng nha. Xong bạn giống như bạn hết hợp đồng á. Hiểu không? Hết hợp đồng đi lính. Rồi giờ bạn đi tiếp đi. Thì tôi thưởng tiếp. Tôi thưởng cho là tùy đi nhiêu. Đi 5-7 thì thưởng 25,000. Mà đi từ 8-12 á thì thưởng 35,000 năm. Còn mà nội tiền thưởng không thấy xỉu rồi. À, những phi công này có thể nhận trước 100,000 đô cho các kỳ hạn từ 5-7 năm. Tức là ví dụ gia đình hoàn cảnh khó khăn mà tiệm nail của mẹ ở nhà đó mà đang góp mà ngân hàng nó dí quá mấy tháng mùa đông mà vỗ không nổi á thì có thể ứng trước 100,000 đô luôn. Ủa vậy ứng vậy có lãi gì không anh? Không lãi gì hết á. Tao ghi đó, không ghi lãi thì mình có hiểu là không lãi. Nhưng phải làm đơn trình bày qua cảnh hoàn cảnh khó khăn. Năm nay này nọ bảo tiết này nọ người ta làm neo ít quá tiệm của mẹ con bị khổ bị lỗ này nọ. Ngân hàng nó siết quá thôi giờ cho ứng 100,000 trả luôn. Mẹ nó tao đẻ ra mày tao sướng quá. Con đi tiếp đi tập đi. Mẹ nhà mẹ giữa. Lúc đó tiệm của mẹ luôn rồi, khỏi vay ngân hàng nữa. Ồ này nữa này mới sốc nè. Không quân Mỹ cho biết những người chọn hợp đồng từ 8-12 năm có thể yêu cầu trả trước 200 luôn. Tức là ứng trước 200 tức là tiền thưởng đáng lẽ trả từng năm em hiểu không? Mà giờ ứng cục 200,000 luôn về mẹ mở thêm được cái tiệm nữa. Ủa nhưng mà là phải làm được 8 năm cho rồi mới ứng được 200 cho làm hết 12 năm. Không có hiểu. Tức là ví dụ như em làm phi công, ví dụ như em làm phi công chừng 2 năm em hết cái hợp đồng hiện tại. Rồi. Thì bây giờ á là em renew một cái hợp đồng mới. Rồi. Mà trong cái hợp đồng mới đó thời hạn là 12 năm. Đúng rồi. Thì em có quyền yêu cầu ê thưởng trước 200,000 xài chơi đi. Còn nếu mà cái hợp đồng mới á thời hạn là 7 năm, từ 5-7 năm á thì em có quyền em request thôi giờ thưởng trước 100,000 xài chơi đi. Đó, tức là cái hợp đồng mới trong tương lai chứ không phải là em đã đi 12 năm mới được như vậy. Rồi các khoản thưởng cho phi công bao gồm phi công trực thăng tìm kiếm cứu nạn. Ở cái này không có chết đâu lo mày ơi, cái này là đi cứu nạn thôi. Sĩ quan hệ thống chiến đấu và người quản lý không chiến có cam kết hợp đồng ban đầu hết hạn trong năm nay đủ điều kiện nhận khoản thanh toán hàng năm 15,000 cho thời hạn hợp đồng. Thôi mệt quá. Giờ kiếm lương coi. Thưởng không à? Nãy giờ thưởng không à, mỏ quá. Thưởng biết rồi. Đây. Theo một số nguồn tin, lương trung bình của phi công quân sự Mỹ từ 100,000 tới 120 tới 162,000 một năm. Đó là chưa kể các khoản chi phí khác như bảo hiểm, các khoản đài thọ thực phẩm sinh hoạt phí. Lương của sĩ quan không quân có thể xê dịch từ 5,000 tới 8,000 tháng. Chắc lái F-35 được 8,000, còn lái con kia thì rẻ hơn. Lương này lương trung bình hả? Ờ. Trung bình mà không biết nhập ngũ được nhiêu năm được trung bình như đó. Thì em vô là lính phi công liền, em phải học lái được phi công đó cả đã.
Thì khi mà em tốt nghiệp bằng lái máy bay đó thì lúc đó là cho em lái, lúc đó tính lương này. Chi phí lúc học ai trả anh? Ủa miễn phí mày ơi, trả thỉ đi lính ai trả. Ví dụ học rớt nào? Ủa phải thi vô mới học chứ. Thi vô mới học. Vô tập tạ anh đẩy bên rét được nhiêu, siêu quát được nhiêu, đấy clip được nhiêu, thả vô cái vòng quay vòng 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 xuống thả ra đi có xỉu không? À. Ơi, chua ta. Chua gì chua, ông phi công là thơm rồi mày ơi. Mày làm chủ bầu trời gì sướng thấy mẹ luôn, bao nhiêu thằng thi nó phấn đấu vô đó. Nói chung mà lính mà rẻ nhất chứ lính bộ binh, lính bộ, còn lính mà lái xe tăng rồi tàu chiến rồi phi công đồ này nó giàu lắm ông ơi. Mà nhất là mấy thằng mà tiên tiến như là mấy thằng ép. Mấy thằng ép nó bay nó là giống như đại ca ra bầu trời rồi, còn mấy nhỏ nhỏ khác nữa, trong đó có máy bay chở súp nữa. Nó chở súp đi nó phát cho lính Mỹ uống nữa, máy bay đó bay dễ. Mà em thấy cái vụ mà ký renew cái hợp đồng 12 năm mà trả trước cho ứng trước cho 200 ngàn Mỹ lỗ anh, lỡ may renew phi công làm chưa được năm rồi đai mất rồi sao Mỹ mất cục tiền. Chịu, cái đó là chuyện Mỹ ok đó. Cái đó là chuyện nó bình thường đâu, như là cái chết không ai muốn. Đúng không? Cái chết là cái không ai muốn cả, còn chuyện mà lỡ đai này nọ thì ok, nó coi như xui. Rủi ro thôi, tổn thất. Thì bởi vậy mà nó nói mà Mỹ mà nó chết chừng vài người thôi đó là quân đội nó kéo nhau trả thù luôn chứ đùa. Không giỡn đâu, nhờn với Mỹ này mệt lắm. Mày hiểu về Mỹ đi. Chọc ai chọc nó làm gì, kệ nó đi. Biết nó không vậy. F-35 biết rồi đúng không? Giờ hạm đội nó có tàu chiến, rồi giá tàu sân bay chơi. Em nghe nói từ 1 tỷ 2 tới 1 tỷ rưỡi á thầy. Chắc là tàu của Trung Quốc. Ủa của Mỹ mà. Mẹ Mỹ cái kính lúp thôi 10 tỷ. Ôi tàu Trung Quốc người ta cũng sơ chế, tân trang này nọ nhiều tiền lắm thầy. Mà bây ơi. Sơn sợ rồi cái vận hành đồ. Ủa giờ không có tàu mới, tàu cũ xì chơi. Dạ ông nội, tàu sân bay 12 tỷ. 12 tỷ hả mày? Ừ. Chứ cái kính lúp 10 tỷ rồi mày nghĩ sao? Mẹ. Ủa mà tàu đó là nó tự chế hay là nó mua ở đâu thầy? Dạ ông nội, nước nó làm ông nội. Dạ, nước làm cái gì? Nước nó nói vậy, nghe vậy chứ biết vậy. Ủa mày làm như quốc hội nó bù nhìn đó má. Trời đất ơi, quốc hội nó ngồi nó ủa, nhưng mẹ nó chất vấn điều trần thấy bà vô, luôn. Vô lúc rồi nó thông đồng với nhau đôn lên định lòe thiên hạ với anh. Nói vậy biết vậy. Má thôi tụi bay bớt xàm đi mày ơi. Tụi bay đi mua nhà lần nào chưa, tụi bay đó đôn lên nhiêu cũng được. Trung Quốc rồi nó mua rồi có hợp đồng đàng hoàng rồi. Ủa mà nước nó mua cũng có hợp đồng vậy mày? Giỡn. Nè. Tàu sân bay 12 tỷ. Anh nói rồi mẹ, cái kính lúp nhỏ xíu thôi đã 10 tỷ rồi. Cái kính mà nhìn mấy sao mặt trăng rồi thôi 10 tỷ rồi, tàu sân bay nghĩ sao mà 1 tới 2 tỷ chắc tàu đó tàu cũ xì rồi. Nè Mỹ Hải quân Mỹ đã kích hoạt hàng loạt ngàn ký thuốc nổ gần tàu sân bay USS Grand Floor để kiểm tra độ bền của tàu trong điều kiện chiến đấu. Vụ nổ tạo ra một trận động đất mạnh 3.9 độ Richter có thể cảm nhận ở bờ biển. Ồ quán Mỹ đi chơi sang mày. Tức là ổng bỏ tiền ra ổng mua thuốc nổ. Cái ổng cho nổ cái tàu gần đó luôn. Tức là để cái tàu đó coi nó có bị giật mình không. Đó. Mà cái vụ nổ này nó gây ra một cái trận động đất 3.9 độ Richter ở trên bờ biển luôn. Này không biết có trả tiền để cải tạo lại biển không nữa nhờ. Tại Mỹ nó quậy lắm mày ơi. Ông nội này quậy cá giật mình quá trời luôn. Tính ra cha nội này dưỡng cướp vô ra làng luôn. Người ta đánh bắt cá thôi, cùng lắm người ta sinh sống thôi. Ông tối ngày ông qua biển nổ đùng đùng ngoài đó. Ông nổ một phát một chắc cá đai cũng hơi bị đông á. Lần cuối cùng Mỹ chơi lớn như vậy với một hàng không mẫu hạm là vào năm 1987 với tàu USS Theodore Roosevelt. Ủa cái tàu này quen quen ta, như nó chui qua eo hay như nó tới Việt Nam thăm mình hay gì nè, phải không? Chắc vậy. Thì cái tàu này quen quen nè. Theo trang tin của bài News, được thử nghiệm cùng với tên với kiểm tra độ sốc toàn thân tàu. Má, mua thuốc nổ xong tự cho nổ luôn. Tàu USS Ford là chiếc tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp hàng không mẫu hạm mới nhất của Mỹ. Con tàu đã trải qua các bài kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt và chuẩn bị cho đợt triển khai hoạt động đầu tiên. Theo báo,
việc kiểm tra độ bền và khả năng chống va đập của thân tàu là điều cần thiết để đảm bảo tối đa cho sự an toàn hơn 5.000 thủy thủ. Cái vụ điều quen với em, cái vụ 5.000 thủy thủ mà có cái ông nào bên Trung Quốc ông nói ông lụm hai cái tàu là 10.000. Ông nói vậy á. Ông nói ông đặt tên lửa rồi ông lụm hai cái tàu, mỗi cái 5.000 là 10.000. Bởi vậy á, mỗi tàu 5.000 người đó trả lương không cũng hơi bị đuối á, chưa kể tàu 12.000 tỷ rồi xong khí tài quân sự trên đó nữa. Bao nhiêu chiếc máy bay nằm trên đó luôn. Ông tiêu rồi tới đâu rồi ta? À đây. Tàu USS Ford được gắn liền với nhiều cảm biến để đo lường ảnh hưởng của vụ nổ. Sĩ quan Lanzirota, nhỏ là tên Lan hả, chỉ huy chiếc tàu Ford cho biết. Ủa, sĩ quan này mà chỉ huy tàu này chức gì? Cho biết các thủy thủ của ông đã bận rộn chuẩn bị suốt nhiều tháng cho cuộc thử nghiệm. Các thủy thủ cần biết họ sắp trải qua điều gì và thực hành quy trình kiểm soát thiệt hại. Đây là điều mà tất cả phải giỏi nhất có thể, ông nói. Nó tóm lại là 12.000 tỷ, lộn 12 tỷ. Ở Việt Nam kêu 1.000 tỷ đi quen rồi. Đó, con tàu sân bay vậy đó, ông đi lần cặp. Bữa hôm mới tập trận ở ngoài Biển Đông đi lần cặp. Mà hai con nó chắc cũ hơn hai con này một chút thì cứ cho là 6-7 tỷ đi. Cộng cộng lại cũng mười mấy tỷ, cộng cộng máy bay, máy bủng đồ phi công con người đương lậu cho nó chắc mẹ 30 tỷ trên biển chứ nhiêu. Nếu không bị trừ phụ cấp ăn uống hỗ trợ gia đình như thế thì tính ra tiền lương có nghĩa là dư ra được một năm. Đó tiền dư luôn mà, nó đâu có ăn gì đâu. Thứ nhất ăn là nhà nước lo. Rồi ở là nhà nước lo, tập tạ nhà nước bao, súp nhà nước bao. Chỉ có tiền hái đào thôi. Đó. Ăn đào. Lính Mỹ là phải ăn đào. Ừ, đào xịn. Không, đào địa phương với đào xịn không có trên biển mà anh. Ủa Mỹ cho dân ngoại tộc đi rồi không sợ lộ bí mật quân sự hả anh? Ôi nói chung mà mới vô làm cốc được đi vô phòng bếp bót ngồi đâu lộ. Nhưng mà sợ nó đi xong nó thấy một cái nó gọi là nó trung thành với nước mới luôn. Nói gì ba, em đi bộ đội 2 năm, có thể nó bằng không tin nhưng lương của trung đoàn trưởng chỗ em quân hàm ổng là trung tá rồi khoảng 9-10 triệu thôi, không này tin. Cái chuyện này anh tin không gì anh tin hết đó. Buộc bù lại sĩ quan được cấp nhà ở quê và bảo hiểm như mọi người. Cái này anh tin bình thường tin. Vụ 18 chiếc quan tài bay của lính Mỹ ở cửa ngõ sân bay Afghanistan sao không thấy Mỹ trả thù bị chế. Nói chung mày có đọc báo không, thằng trung thành kia mày ngáo ngáo vừa thôi con. Mày không thấy giờ Afghanistan nó có vài tỷ nó gian này kêu này nọ kia Mỹ chưa trả chưa? Nó ra băng lấy ra xài luôn. Không, cái vụ đó bao nhiêu tỷ? Bây giờ Mỹ cấm giận Afghanistan mập mình luôn. Ở đó không phải trả thù. Chán mày. Chừng mấy bạn bàn về Mỹ mà trình mấy bạn non quá. Khiết mình bàn với bạn mình cảm thấy kiến thức của mình nó bị mai mọt các bạn. Chán quá, uống bia đi anh ơi. Thì có chán quá, chơi lực 5 câu đi các bạn. Chán quá, chơi lực 5 câu nha. Nói chuyện kiểu này, nói làm khí khô gì. Cũng ở trong khi bây giờ bạn thấy nước Afghanistan như thế nào, Taliban lên cầm quyền được như thế nào. Quốc tế không công nhận, Mỹ không công nhận, quốc tế không công nhận thôi. Chưa kể tiền Afghanistan gửi Mỹ giữ luôn. Mà bây giờ ông Biden đó, ông ra xác lệnh giờ rã ra đó, để trợ cấp luôn, rồi xong. Mất tiền luôn. Xong, mất tiền luôn. Bây giờ cái ông kia giờ tan nát. Ủa bữa nay vẫn còn lực 5 câu hả sếp? Còn, mày chạy qua không? Đạt. Nhanh nhanh nha, một câu. Đạt cũng cấy hả? Một câu. Cứ cần phải dạy không em? Rồi tối nay sao mày ngủ? Cứ cần phải dạy không em? Phải hợp lý không? Ừ đúng rồi. Lấy một nhỏ đi. Đúng rồi, nó phe kiểu đạo lý chắc luôn này.
À, cái vụ khủng hoảng kinh tế 2008 có phải là phố Wall lùa gà quá đà không anh? Cái vụ này nó lâu quá rồi, hồi đó anh mắc tập tạ, anh không quan tâm, anh không biết em. Hai câu. Nếu mà Trung Quốc chơi trò gián điệp trong quân đội Mỹ thì không có men, chơi đầy. Con nhỏ gì đó nó ngồi nó chơi Mỹ nhân kế với mấy ông tướng luôn á. Không phải tướng tá hay gì á. Mà cuối cùng bị phát hiện ra, nhỏ nó chạy kịp á. Con nhỏ nó chạy về Trung Quốc kịp chứ không toan rồi. Có nhỏ đó nhiều lắm. Đầy mà. Mỹ nhân kế là kể như Trung Quốc cũng bá đạo lắm á.